có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không? Câu hỏi này trở thành đề tài được nhiều chị em quan tâm. Tuy nhiên, mỗi người thường đưa ra những ý kiến trái chiều khác nhau khiến bạn không biết nên quyết định như thế nào. Vậy hãy cùng thầy Bùa Bá Vi chúng tôi nhìn nhận vấn đề chồng ngoại tình để đưa ra cho mình quyết định đúng đắn, hợp tình hợp lý nhất. 1. Những nguyên nhân dẫn đến chồng ngoại tình. Tùy thuộc vào nguyên nhân để xác định có nên tha thứ cho chồng ngoại tình. Trước khi trả lời câu hỏi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình không, bạn cần cân nhắc đến nguyên nhân chồng ngoại tình là gì. Theo phân tích, chúng tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chung quy lại được xếp vào hai nguyên nhân chính sau. 1.1 Chồng ngoại tình xuất phát từ chính anh ấy. Nguyên nhân đầu tiên khiến chồng bạn ngoại tình phải kể đến xuất phát từ chính anh ấy. Bạn có thể chia nhỏ thành các nhóm như: do chồng bạn có xu hướng chán cơm thèm phở, tìm đến người phụ nữ mới mẻ hơn để khám phá. Do chồng bạn thành đạt muốn tìm thêm nhân tình xứng đôi vừa lứa để khoe với thiên hạ hiếu kỳ. Do chồng bạn đào hoa, đa tình luôn muốn tìm đến người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp để đáp ứng nhu cầu tình dục. Nếu nguyên nhân xuất phát từ anh ấy, bạn cần cân nhắc khi chồng ngoại tình có nên tha thứ. Bởi nếu tha thứ một lần, có thể tình trạng này sẽ tiếp tục tái diễn lại và bạn chính là người khổ tâm nhất. 1.2. Chồng ngoại tình xuất phát từ bạn. Nhóm nguyên nhân tiếp theo khiến chồng bạn ngoại tình có thể xuất phát từ người vợ. Theo đó, bạn có thể điểm qua một số nguyên nhân như: do vợ quá lôi thôi, không chưng diện khiến chồng phát chán nên dẫn đến ngoại tình. Do bạn hay cằn nhằn khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, không muốn về nhà. Do bạn không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ấy. Do bạn không thể sinh con theo ý muốn. Nếu nguyên nhân khiến chồng ngoại tình xuất phát từ chính vợ, bạn nên xem xét lại. Bởi nếu nóng giận nhất thời, bạn có thể sai lầm khi đưa ra quyết định khi chồng ngoại tình có nên tha thứ không. 2. Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình không? Bên cạnh xem xét nguyên nhân, bạn cần quan tâm đến tình cảm của anh ấy dành cho mình để đưa ra quyết định có nên tha thứ cho chồng ngoại tình. Bạn cần điểm qua hai trường hợp sau đây để nắm bắt. 2.1. Chồng ngoại tình nhưng không hối lỗi, có nên tha thứ cho người chồng ngoại tình? Nếu trường hợp chồng bạn ngoại tình nhưng không có cảm giác hối lỗi, bạn không nên tha thứ. Bởi trong trường hợp này, anh ấy cố tình tìm đến người thứ ba và không còn trân trọng tình cảm gia đình. Có khá nhiều cách để kiểm tra chồng bạn có cảm thấy hối lỗi hay không. Trong đó, bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy. Nếu nhận thấy thái độ của anh ấy không biết lỗi của mình, bạn nên xem xét lại. Ngoài ra, bạn hãy để ý đến cách anh ấy đối xử với mình. Nếu anh ấy không còn quan tâm đến bạn, hãy để anh ấy thoải mái ra đi. 2.2. Trường hợp chồng ngoại tình nhưng có cảm giác hối lỗi, chồng phản bội có nên tha thứ? Trong trường hợp chồng bạn chán cơm thèm phở nhưng luôn cảm thấy có lỗi với bạn, hãy mở lòng tha thứ cho anh ấy. Bởi trong cuộc sống ai cũng ít nhất một lần mắc phải sai lầm. Nếu bạn già néo sẽ có ngày đứt dây, nên cần mềm mỏng kéo anh ấy trở lại. Bạn hãy đưa ra lời cảnh báo anh ấy hoặc những bằng chứng xác thực về việc ngoại tình. Bạn cần đưa ra hai quyết định: dừng lại hay chấm dứt với người thứ ba cho anh ấy lựa chọn. Nếu anh ấy lựa chọn chấm dứt với người ấy, hãy thể hiện sự bao dung của mình. Nếu đang thắc mắc đàn ông ngoại tình có nên tha thứ không, bạn cần xác định theo từng trường hợp cụ thể. Bạn không nên gặp chung các trường hợp khiến tình cảm gia đình rạn nứt. 3. Xử lý thế nào khi chồng ngoại tình? Dù bạn quyết định ngoại tình có nên tha thứ cho chồng hay không thì vẫn nên cho anh ấy bài học xứng đáng. Theo đó, cần có biện pháp xử lý để anh ấy không còn cơ hội tái diễn. Có khá nhiều biện pháp được đưa ra. Trong đó, bạn có thể tham khảo các cách xử lý như sau. Bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, cùng đưa ra những bằng chứng xác thực để chồng bạn không thể chối cãi. Bạn cần khẳng định rằng nếu anh ấy không chấm dứt thì bạn sẽ không tha thứ và sẵn sàng ly hôn. Bạn hãy liên hệ thầy Bùa Bá Vi để nhờ hỗ trợ làm bùa yêu giữ chồng. Bạn cần gặp trực tiếp người thứ ba để cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ không lành mạnh giữa cô ấy và chồng. Bạn cần bắt chồng cam kết không còn tái diễn, nếu tiếp tục sẽ phải ra đi tay trắng.
Thầy Bùa Bá Vi vừa gợi ý câu trả lời cho thắc mắc có nên tha thứ cho người chồng ngoại tình. Bạn nên tham khảo và đưa ra những quyết định sáng suốt cho chính mình. Đồng thời, đừng quên liên hệ chúng tôi nếu muốn cải thiện tình cảm vợ chồng bằng bùa yêu chất lượng, an toàn. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy Bá Vi giúp. Con có việc muốn nhờ thầy Bá Vi giúp làm bùa ạ. Vợ chồng con cưới nhau đã 8 năm nay, có 2 đứa con. Cưới chồng sinh con xong không ai trông con phụ nên con nghỉ làm, lui về làm nội trợ, ở nhà chăm sóc con cái. Thời gian gian qua dịch bệnh nên mấy bé ở nhà. Con vì quá lu bu việc con cái nên tình cảm vợ chồng có hơi lơ là. Nhưng mọi việc vẫn xảy ra bình thường, chồng con vẫn đối tốt với con. Nhưng gian gần đây chồng con bận rộn công việc đi suốt tuần, không nghỉ ngày nào. Và đột nhiên Tết Tây vừa rồi bỏ nhà đi cả đêm. Con gọi điện hoài không được. Tới trưa hôm sau mới nhắn tin nói với con là có chuyện quan trọng muốn nói. Và sau khi nói chuyện thì quyết định của chồng con là muốn ly hôn. Thái độ rất dứt khoát, lạnh nhạt, không gọi về cho con cái mà nhắn tin, gọi điện cũng không nghe máy. Lý do là chồng con không cảm nhận sự chăm sóc của người vợ và giờ muốn cưới vợ khác. Con đau khổ khi biết chồng ngoại tình và vẫn muốn giữ gia đình này. Mong thầy Bá Vi làm bùa giữ chồng ngoại tình giúp con. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy Bá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.